hậu huynh học sinh ở nước ngoài mà Việt Nam chưa có. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tớ Bí Ẩn, chuyên cập nhật những video nóng sốt nhất hiện nay. Các bạn ơi, ngày hôm nay Tớ Bí Ẩn xin mang đến với các bạn một video với những thông tin bổ ích nhất dành cho các bậc phụ huynh cha mẹ ở Việt Nam. Như chúng ta được biết, Việt Nam hiện chưa có hệ thống xe buýt trường học chuyên dụng để đưa đón học sinh như ở nước ngoài, mà chỉ dùng những chiếc xe bình thường rồi đưa rước, dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc. Nhân đây, Tớ Bí Ẩn muốn giới thiệu đến các bạn hệ thống xe buýt đưa đón học sinh ở nước ngoài cực kỳ tiên tiến và an toàn, đặc biệt là có thể chống bỏ quên học sinh trên xe. 1. Xe buýt đưa đón chuyên dụng là gì? Cụm từ xe buýt đưa đón chuyên dụng hẳn là khá xa lạ đối với người dân Việt Nam chúng ta, bởi vì đa số người Việt thường tự đưa rước con cháu đi học hoặc để những đứa trẻ tự đến trường bằng xe đạp hay xe điện. Ngoài ra thì là xe buýt công cộng, và nếu học sinh quốc tế thì sẽ có xe 16 chỗ đưa rước đúng giờ. Tuy nhiên, ở các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Úc thì việc đưa đón học sinh được thực hiện khá nghiêm ngặt. Họ cũng sử dụng loại xe chuyên dụng chỉ dành cho việc đưa đón những đứa trẻ đáng yêu đó. Những chiếc xe đó ngoài việc được trang bị các thiết bị cần thiết cho người lái như góc nhìn rõ nét ở tầm cao, các gương chiếu các phía được bố trí to hơn bình thường, thì còn các thiết bị y tế cấp cứu, cửa sổ thoáng, cửa thoát hiểm, đặc biệt luôn có thiết bị báo động trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, thân xe, đầu xe đều được làm dày hơn, chống chịu và đặt tốt hơn, thân xe dài và rộng. Xe buýt đưa đón học sinh cũng được sơn những màu nổi bật như màu vàng, cũng là màu đặc trưng của loại xe này, vì nó là màu để các phương tiện khác dễ nhận ra nhất trong tất cả các điều kiện thời tiết. Xe buýt đưa đón chuyên dụng là một loại xe được ưu tiên ngang tầm với các xe như cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát. Nó luôn được nhường đường bởi các phương tiện khác. 2. Điều đặc biệt trên hệ thống xe buýt đưa đón học sinh. Các tài xế lái các loại xe này phải trải qua những khóa học đặc biệt về kỹ năng bắt buộc như an toàn trong xe buýt, an toàn ngoài xe buýt, và khi tham gia giao thông thì mới được cho phép điều khiển đưa rước học sinh. Họ phải sử dụng thành thạo các thiết bị trên xe như bảng stop, điểm danh các học sinh, kiểm điểm số lượng học sinh lên xuống xe và phải nhận ra các học sinh hôm đó đi thiếu hay đủ để báo cáo về lại cho nhà trường. Trên xe có trang bị một hệ thống cực kỳ hiện đại, đó là Electronic Steering Mind Stem, tức hệ thống điện tử nhắc nhở trẻ, hoặc hệ thống Bus MT, tức hệ thống xe buýt trống. Hệ thống hoạt động bằng cách kêu lên những hồi chuông liên tục khi xe ngắt động cơ, buộc tài xế phải xuống xe và đi kiểm tra xem còn học sinh trên xe hay không. Nếu không còn thì sẽ bấm một cái nút trên đỉnh xe để ngưng chuông. Một hệ thống cực kỳ hữu dụng khác là hệ thống máy quét tự động. Sau khi xe dừng lại mọi người đã xuống xe hết, nó sẽ bắt đầu quét toàn bộ xe xem xét nó có cử động lạ trong xe, thì sẽ thông báo cho học sinh đó ngồi yên và thông báo ra xung quanh để tìm kiếm người giúp đỡ, cũng như phát chuông báo động khi phát hiện có ai đó đột nhập vào xe. 3. Những việc cần thiết bên cạnh việc vận hành xe buýt. Tại Phần Lan, học sinh sống cách trường gần nhất trên 5 km hoặc gặp các trở ngại trong việc đến trường sẽ được xe buýt đi học. Các xe buýt chở học sinh luôn có ký hiệu ở trước và sau xe, chỉ được di chuyển với vận tốc tối đa 80 km/h. Dù quốc gia này không hề có hệ thống xe buýt trường học riêng, phụ huynh vẫn rất an tâm bởi từ đầu năm học, nhà trường đã gửi thông tin của từng học sinh cho công ty xe buýt nhà nước để đăng ký và dựa vào đó quản lý. Các em sẽ được phát thẻ đi xe buýt miễn phí và hàng ngày tự đi bộ ra đến xe, lên xe, xuống xe, tự đi vào trường rồi lại tự đi về nhà cho đến khi hết giờ học. Học sinh nào đi lạc hoặc gặp sự nguy hiểm đều có người lớn can thiệp, giúp đỡ tận tình. Với trẻ khuyết tật, Sở Giáo dục thành phố sẽ điều phối ô tô riêng đến tận nhà đưa đón đi học. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc với phụ huynh và nếu trẻ vắng mặt, họ sẽ ngay lập tức thông báo cho gia đình. Vì vậy, việc trẻ bị bỏ quên trên xe khi đến trường là không thể xảy ra như sự việc thương tâm của bé học sinh lớp 1, trường Gateway, Hà Nội. 4. Trách nhiệm của tất cả mọi người. Bên cạnh đằng lái xe, tài xế muốn chở học sinh sẽ phải được cấp chứng chỉ riêng biệt. Để được cấp mới hoặc cấp lại chứng chỉ, tài xế phải trải qua ít nhất 10 tiếng đào tạo mỗi năm hành nghề về quy trình đón và trả khách, xử lý trường hợp khẩn cấp và phòng ngừa tai nạn. Luật còn yêu cầu nhà trường phải đặt ra các quy trình kiểm tra để nhân viên trường không bỏ quên trẻ em trên xe, đồng thời phải cho người đi theo xe buýt để trông coi học sinh khi có hoạt động ngoại khóa bên cạnh tài xế. Các nhân viên nhà nước phải có trách nhiệm trình báo sai phạm của tài xế tới cơ quan quản lý bằng lái xe của bang. Qua đó, cơ quan này được phép không cấp hoặc tịch thu bằng lái của tài xế có vi phạm. Chính quyền quy định các loại phương tiện của trường học hoặc cơ sở trong trẻ có số ghế từ 6 người trở lên cần phải được trang bị thiết bị báo động ở cuối xe để buộc nhân viên nhà trường kiểm tra xe, tránh trường hợp các em nhỏ bị bỏ quên. Ngoài ra, nhà trẻ hoặc trường học có trách nhiệm bảo quản thiết bị báo động trên xe để đảm bảo khả năng hoạt động. Họ còn quy định rõ hình phạt cho người vi phạm.
Theo đó, người nào cố ý chở hoặc để học sinh ngồi trên xe không lắp đặt thiết bị báo động an toàn hoặc có lắp đặt nhưng không hoạt động có thể bị phạt tối đa 1.000 USD và 1 năm tù. Người nào tháo dỡ, ngắt kết nối, phá hoại hoặc ngăn chặn hoạt động của thiết bị ngoài mục đích sửa chữa hoặc bảo trì sẽ đối diện với mức phạt tiền tối đa 10.000 USD và 3 năm 6 tháng tù. Ai tắt báo động mà không kiểm tra trẻ nhỏ trên xe cũng có thể bị phạt như trên. 5. Ý thức của nhà trường, học sinh và phụ huynh. Ngoài việc trang bị các hệ thống xe buýt cũng như báo động thì ý thức của nhà trường cùng với các phụ huynh học sinh cũng quan trọng không kém. Nhà trường mặc dù tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại là rất tốt nhưng cũng phải sử dụng các biện pháp truyền thống như lưu giữ số điện thoại và thông tin liên lạc của bố mẹ học sinh để dễ bề giải quyết nếu như có chuyện không ai xảy ra. Phụ huynh thì cần phải theo dõi tình hình của con cái. Chắc chắn con đã đến trường liên hệ những tài xế đưa rước để xác nhận. Dù có phiền thì cũng phải xác nhận để chắc chắn rằng con mình đã an toàn đến trường. Ngoài ra, những kỹ năng mềm giúp trẻ em thoát khỏi việc bị kẹt lại trên xe cũng rất cần thiết. Nhà trường và phụ huynh chính là những người phải hướng dẫn cho các em những kỹ năng này. Ví dụ như trẻ em có thể tự mở cửa xe từ bên trong, bởi vì cấu trúc những chiếc xe này luôn thiết kế để chúng ta có thể mở cửa được ngay khi đã ngắt động cơ. Tiếp theo, hệ thống còi và đèn khẩn cấp vẫn hoạt động kể cả khi xe đã ngắt động cơ. Các em chỉ cần bấm chuông liên tục và mở đèn khẩn cấp lên để cầu cứu khi bị kẹt trong xe cho tới khi có người phát hiện. Cuối cùng, trẻ đủ lớn có thể dùng vật nhọn để đập vỡ kính xe chui ra ngoài. Nhưng trường hợp này chỉ nên áp dụng khi xe bị hư hoặc bị nhốt vào một chiếc xe cũ kỹ.